Hello, chào anh em đến kênh YouTube của mình nhá. Hôm nay mình làm clip về om gà. Đây là mình có là bưởi anh em. Đây là bưởi nha. Là tre, tre đây. Đây là ngày cứu. Xả. Xả thì tùy bản om nhiều thế, om nhiều thì bỏ nhiều mà om ít bỏ ít thôi. Xả mới đập thì dập ra này. Đập thì dập ra cho nó ra nước nha anh em. Hiện tại mình tự quay tự làm nên hơi khó. Xả bỏ nồi. Đó là nghệ. Đây. Nghệ này. Nghệ vang nha anh em. Nghề này mình cũng đập dập ra luôn nha anh em. Đấy, đập ra cho nó tan nước anh em ạ. Nó dần mòn tan nước. Đấy. Ủa, này già quá. Đây anh em. Mình bỏ vào nồi, bỏ lộn với nhau vô một cái nồi anh em. Mình cho nước vào. Mình cho khoảng 1 lít nước vì hôm nay mình om có 2 con thôi. Đấy. 1 lít hoặc là 1 lít, 1,5 lít gì đấy. Rồi em đưa lên đậu nhá. Thấy chưa? Em thấy chưa? Anh em đưa vào nấu. Chờ nó sôi. Hiện tại nó rất là sôi anh em ạ. Thấy chưa? Anh em thấy sôi chưa? Chúng ta cho nhỏ lửa lại nhá. Đấy. Nhỏ lửa lại chờ 7 đến 10 phút là anh em phải nhắc xuống rồi. Hiện tại được rồi anh em ạ. Ta nhắc xuống chờ nguội nhá. Nước gà này nước om này mình om không nguội nha anh em. 35 đến 40 độ gì ấy. Mình om hơi mà. Đấy, chưa nó nguội. Hiện tại nước là nguội nhá, khi nào mình rơ thế này mà cảm thấy ấm ấm mà nói chung đừng có nóng quá mà bỏng ra. Đấy, mình chuẩn bị anh em chuẩn bị cho mình một cái khăn này. Đấy. Cái khăn này. Thấy chưa? Đừng ăn. Em chuẩn bị cho mình một chiếc khăn nhá. Nước khi nào mình rơ vào cảm thấy đừng có nóng quá mà cảm thấy mình rơ tay vào cảm thấy ấm là được. Đây. Giải mình om ra này. Em phải bắt nước cho khô nha. Mình om hơi mà. Bắt nước cho khô. Đấy. Bắt nước cho khô tránh tránh bỏng ga ấy. Những cái lạ lạ này hầu như nhà nào cũng có anh em ạ, mình cần dùng được. Ngày cựu này, tre này, xà này. Em nghỉ anh em ạ. Lại bưởi nữa. Lại bưởi nữa. Con này chuẩn bị đã anh ạ. Anh em ạ, ngày mai đã con này. Đấy. Ngày mai con này ra trận. Anh em nào muốn xem video cá đã nhớ cho mình một bình luận và mình sẽ cho anh em nick Zalo anh em vào mình kia gửi video các đại anh em xem nha. Đây anh em bắt nước khô này. Ok đang mà dán đỏ đang mà dán đỏ được có nhiêu nó đỏ. Thì
Hiện tại con này trả 29 anh em ạ. Đấy. Em thấy chưa? Gà này hiện tại mình mới cắt tỉa lông được ngày 4 ngày, ngày hôm nay là ngày thứ tư này. Thì anh em thấy chưa? Mới cắt tỉa lông này. Hầu như một ngày anh em chỉ cần bóp một ngày một lần vào buổi sáng. Om bóp trước khi cho gà ăn này anh em. Hầu như là mình om bóp trước khi cho gà ăn đấy. Rồi. Anh em thấy chưa? Con này hiện tại là đã được 4 tuần rồi. Thẳng mày luôn mày à, đã thẳng hôm nay ngày mai đã một tuần người anh em ạ. Thấy mặt chưa, nhìn hồ bảo chưa? Đây đây mẹ thả ra. Em thấy chưa, đỏ. Nó muốn ra đi phá đấy. Video của mình kết thúc tại đây thôi. Anh em nào thấy video hay và có ích hãy cho mình một comment, một lượt like, một lượt đăng ký kênh nhá. Chúc anh em một ngày làm việc vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Tạm biệt anh em.